vừa mang như hình mến chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì mưa cũng đã đến rồi. Nếu như ai đang có cái diện tích đang muốn xen canh hay hoặc là muốn thay đổi kinh tế, thay đổi đầu tư vào cây mai thì alo cho Quỳnh. Đây là mai vàng ương hạt lộn xộn, 5-12 cánh. Và đây là nhặt từ những hạt mai chơi Tết cả nhà. Với một điều là đặc điểm của cái lô mai này là rễ rất là đẹp cả nhà. Rễ đa dạng. Có các kiểu nè, cả nhà thấy nè, cực kỳ đẹp luôn. Ui ui. Bí rồi ba muối. Đó, rồi bí tròn đều. Rồi lò xo này cả nhà. Đây là hình quái, hình thú. Và đây thì các kiểu như vậy nha cả nhà. Có cái thì nó nằm sâu ở phía dưới. Có cái thì nó như thế này ha. Cây thì tầm từ 45 cho đến là 60 cm. Cành nhánh thì khỏi chê rồi. Đó, cành nhánh này cả nhà. Như cây này là 45 hơn rồi, 50 rồi. Cả nhà thấy nè, rất là mướt, tốt cực kỳ nha cả nhà. Về cái chột là cỡ như ống hút, đầu đũa, cây đũa ăn, đầu đũa ăn và đũa không ăn. Nói chung là cây đồng thanh đồng thủ và rất là đẹp. Thì đặc trưng của cái lô này đó là bí, đẹp, bự, to và các cây nó đều với nhau. Thì những cái lô trước khách hàng cũ của Quỳnh nhận thì có những cái loại cây khác nhau á, giá tiền khác nhau. Thì hôm nay về một cái lô cực VIP luôn cả nhà. Rồi lớn lên thì những cái cây này nó sẽ có hình dáng giống như những cây mà Quỳnh đang ghép ở vườn của Quỳnh đây. Đây cả nhà, đó, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp nha cả nhà. Rồi thì cây này có giá là 8.500 một cây. 30 cây Quỳnh sẽ ship nhưng mà không bao phí vận chuyển. 100 cây thì Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình. Và một điều nữa là Quỳnh sẽ không bán bí 100%, Quỳnh chỉ bán lộn xộn thôi. Với lại là Quỳnh sẽ không bao ship từ 30-50 nha cả nhà. Rồi những khách hàng cũ của Quỳnh, những khách hàng thiệt thòi của Quỳnh nhưng mà nói vậy chứ không phải là thiệt thòi lắm, tại vì tiền nào của nấy thì giá đó là Quỳnh trước đây Quỳnh cũng cân đối rồi. Nhưng mà nếu như cả nhà mình khách cũ của Quỳnh mà mua cái số lượng của cái lô này nhiều thì em có nhiều cái ưu đãi lắm nha. Rồi còn nếu như khách mới sợ là Quỳnh quảng cáo như thế nào đó thì có thể mua thử ha. Rồi bên vườn Mai Như Huỳnh thì rất là hoan nghênh cả nhà mình mua bao nhiêu cây cũng được hết á, nhưng mà nó tầm ở trong cái bán cân đối của Quỳnh được thì Quỳnh sẽ ship cho cả nhà mình nha. Và rồi thì đây là cái lô mai Quỳnh giới thiệu với cả nhà nè. Rất là đẹp luôn, rễ cực đẹp luôn. Và sau này á, nếu như cả nhà mình muốn trồng về mà chúng ta muốn trồng một thân một gốc thì cũng được nha cả nhà. Tầm một năm á, chúng ta thấy mặt hoa rồi và lúc đó chúng ta quyết định để hay là chúng ta ghép. Ghép thì hãy alo Quỳnh để mà mua mai ghép ha, mai giống ha. Quỳnh có tất cả khoảng là 20-25 loại mai, vừa cúc vừa dảo luôn cả nhà. Rồi Quỳnh sẽ giới thiệu thêm một lô nữa nha cả nhà. Một lô nữa đó là lô chỉ có 5.000 một cây thôi. Cả nhà mình đừng hồi hộp nha. Đây 5.000 một cây, rễ cực kỳ đẹp nha cả nhà. Rễ quái không à. Đó, đây cả nhà, rễ rất là lạ, đủ kiểu luôn. Cái lô này là rễ ngộ lắm cả nhà. Rất là đẹp. Rồi còn cái cây thì sao? Cái cây thì nó nhỏ ha, cao 35 cm trở lên thôi, ốm, nhỏ hơn cái ống hút, nhỏ hơn cái ống hút nha cả nhà. Quỳnh diễn tả như vậy nha cả nhà mình lắng nghe Quỳnh diễn tả nha, nhỏ hơn cái ống hút. Rồi như cây này đó, các kiểu như vậy ha. Cành nhánh thì như thế này, có cây thì nó cũng thất thân, nó hơi cao cao một tí. Có cây thì thất thân nó ngắn cả nhà. Rồi em sẽ qua bên đây cho cả nhà mình xem kiểm tra ha. Này, có cây thì nó cũng hơi ốm, nó ốm. Này về chúng ta trồng chừng khoảng tháng thì chúng ta rải tháng đầu, tháng thứ hai chúng ta rải 3 số 17 hoặc là 20-10-10 hoặc có thể là 30-10-10. Còn nếu mà qua tháng thứ ba thứ tư cả nhà, chúng ta rải 20-10-30 thì nhất định nó sẽ rất là mập. Rồi cả nhà thấy ha, rễ của nó đây đó. Rồi ai mà còn cái lô này thì alo cho Quỳnh nha, giá rất là hữu nghị luôn, chỉ có 5.000 một cây thôi, 5.000 một cây thôi nha cả nhà. Và một
100 cây Quỳnh sẽ bao ship ha. Cả nhà mình nếu 100 cây thì chỉ cần thanh toán cho Quỳnh 550.000 thôi, không phát sinh gì thêm nữa cả. Và tặng 10 cây luôn, tặng 10 cây luôn nha cả nhà. Còn nếu như 30 đến 50 thì cả nhà mình chịu chi phí ship với Quỳnh. Còn nếu như mà ai muốn cực VIP luôn thì hãy alo Quỳnh cái lô 8.500 ha. Rồi, thì những cái cây như thế này thì về mình chăm. Ai mà không có còn gấp á thì mình diện tích đất của mình cũng không có cần để canh tác sớm á, thì chúng ta trồng cái lô này được nè cả nhà. Đó, em có nhiều cái loại để cho cả nhà mình chọn ha. Và rồi thì mến chào cả nhà. Cả nhà ơi, thích loại nào thì alo cho Quỳnh nha. Và em gửi lời cảm ơn đến khách hàng của Quỳnh đã ủng hộ, và thời gian qua thì cũng đã ủng hộ qua Quỳnh rất là nhiều. Thì rất là cảm ơn cả nhà nha. Và mọi người ơi, nếu như chưa bấm kênh đăng ký thì bấm kênh đăng ký để gặp gỡ em Huỳnh nhiều video sau ạ. Em Huỳnh mến chào cả nhà.